Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bạch sư, dạ cho con hỏi một câu ạ. Trong 12 tâm bất thiện gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, thì cái tâm ngã mạn của mình nó sẽ đi theo những cái tâm vương nào, và cách làm sao để mà chế ngự cái tâm ngã mạn đó? Bởi vì trong cái cuộc sống hàng ngày của con, một khi cái tâm ngã mạn nó khởi lên á, tích tắc thôi là con nhận biết cái đó là ngã mạn rồi, cái đó là bất thiện, là không tốt. Nhưng mà vì nó xảy ra một cách quá nhanh, mình không thể nào mình chặn nó được. Bây giờ con muốn hỏi sư là có cách nào để mình chuyển nó, để mình ngăn chặn cái tâm ngã mạn nó xảy ra như thế nào không ạ? Cái tâm ngã mạn đấy nó khởi lên khi mình so sánh mình với người khác. Như là mình khi mình nhìn vào cái sắc của mình nghĩ rằng sắc của ta đẹp hơn của người kia, thì đó là gọi là ngã mạn. Hoặc là mình nghĩ rằng mình xấu hơn người kia, thì đó gọi là ti liệt mạn. Hoặc là mình nghĩ mình bằng người khác, thì đó cũng là ngã mạn. Tức là cái ngã mạn là khi mình khởi lên cái tâm so sánh mình với người khác, thì cái nội ấy nó thuộc về tâm tham, nhưng là tham ngã mạn. Nó có những cái tâm sở của ngã mạn nó đi kèm, như tâm si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, và nó có cái tâm ngã mạn. Đôi khi cái tâm ngã mạn ấy nó khởi lên một cách chủ động, đôi khi nó khởi lên một cách do thụ động, do người khác xúi dục. Vậy cho nên là cái 8 cái tâm tham ấy thì nó có 4 cái tâm nó đi với tà kiến, và là 4 cái tâm nó đi với cái ngã mạn này. Và khi phân tích thì mình sẽ quán được ra nó, và khi mình hiểu rằng vì mình có so sánh nó mới khởi lên tâm ngã mạn, khi mình không so sánh nữa thì nó không khởi lên ngã mạn. Và cái pháp để diệt trừ được cái so sánh ấy, mình có thể quán cái thân này là đất nước lửa gió, nó cũng sẽ diệt trừ đi cái ngã mạn. Mình sẽ quán cái thân này là bất tịnh, là cái pháp 32 thể trược, thì lúc ấy mình thấy cái thân thể nó bất tịnh như nhau, mình và người cũng bất tịnh như nhau, thì nó hết ngã mạn. Hoặc là mình quán về cái sự chết, mình quán mình là cái xác chết, người khác như cái xác chết, vì đó nó sẽ diễn ra ở tương lai, mọi người đi đến cái chết như nhau mà, thì lúc ấy nó cũng diệt trừ đi được cái ngã mạn. Và đặc biệt là cái người nào phân tích ra được danh sắc này, thấy ra được cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã, thì nó mới diệt trừ ngã mạn hoàn toàn. Mình quán vô thường ấy, thấy nó sinh diệt đi liên tục, thì mình không còn ngã mạn nữa, và lúc đấy nó mới thật sự là diệt trừ được ngã mạn. Quán được cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, quán ra được cái tuệ sinh diệt đấy, thì nó mới diệt trừ được ngã mạn hoàn toàn tuyệt đối. Còn những cái pháp khác thì nó chế ngự ngã mạn một cách tạm thời thôi. Hàng ngày mình luôn luôn tác ý về cái thân này là đất nước lửa gió, là những cái thân bất tịnh, thì nó cũng giảm bớt đi cái ngã mạn, nhưng nó không hết tuyệt đối được. Chỉ khi nào mình thực hành được thiền tuệ, thấy ra được cái thân sinh diệt này, nó mới hết cái ngã mạn đó tuyệt đối được. Mà chỉ có bậc A-la-hán mới tuyệt đối hết ngã mạn. Chứ còn đến ngay một bậc hữu học như là bất nai vẫn còn một chút ngã mạn. Nên là mình có chút ngã mạn cũng đừng lo, cứ tu tập để dần dần nó mới hết được. Dạ, con xin cảm ơn.